Đây là buổi thi lên đai của các em học sinh Võ Đường Thanh Phong, một trong những hoạt động thường niên của Võ Đường. Ngay từ khi thành lập, với tiêu chí rèn đức luyện tài, khỏe để học tập tốt, khỏe để xây dựng Tổ quốc, Võ Đường Thanh Phong đã đặc biệt chú trọng đến thế hệ trẻ. Thông qua học các bài quyền, giúp các em nâng cao về thể chất, mạnh mẽ về tinh thần, dần tôi luyện trong mình một ý chí sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống để hoàn thiện nhân cách bản thân. Bên cạnh đó, còn lưu giữ cho các em ý thức tự hào dân tộc và gìn giữ những nét tinh hoa của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Đến nay, Võ Đường Thanh Phong đã từng bước khẳng định phát triển võ thuật đến gần gũi hơn với các em thanh thiếu niên. Hàng trăm học sinh từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tập trung đông đủ để chuẩn bị cho cuộc thi. Học sinh tham gia các phần thi như chặt ngói, chặt gạch, múa các bài quyền như thủ đầu quyền, mai hoa tứ lộ, đơn đao, song đao. Đây đều là những bài võ mang đậm bản sắc văn hóa. Những em thi đạt thì hân hoan vì những thành tích của mình đạt được. Còn những em chưa đạt thì tiếp tục rèn luyện cũng như học được cách nhẫn nại, kiên trì, bồi đắp cho mình một bản lĩnh ý chí vươn lên. Sau cái thời gian tập luyện ở đây thì tôi thấy là điều đầu tiên là sức khỏe là tốt. Cho nên là từ cái sức khỏe nó có kể cả trong cái thời gian cháu bé này, khi trong cái thời gian được tập luyện ở đây thì cái sức khỏe cháu nó ít khi những đầu số ít. Cho nên cái việc nó ảnh hưởng không, nó phải nghỉ học vì ốm đau là gần như không có, chứ còn có chỉ học. Vấn đề thứ hai là sau cái thời gian được gửi gắm ở Võ Đường thì với cái sự dìu dắt rồi với cái kỷ luật của những học võ thì tôi thấy có một cái điều là cháu nó có ý thức tự lập và nó rất là tự giác trong cái việc mà thực hiện các quy luật quy định. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa là trong cái kết hợp với cái việc rèn luyện thì tôi thấy rằng là cái tình cảm rồi là cái tính cao thượng của những võ sinh học võ nó thể hiện rất là rõ trong cái ứng xử hàng ngày. Võ Đường Thanh Phong do võ sư Hoàng Thanh Phong làm chủ nhiệm. Ông là võ sư cấp 18/18 võ cổ truyền Việt Nam, nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pencasilat Việt Nam tại SEA Games 18 Chiang Mai, Thái Lan. Trong những lần được tiếp xúc với võ sư Hoàng Thanh Phong, ông chia sẻ, cái đạo trong võ chính là chiến thắng chính mình. Vì vậy, mỗi học trò của tôi đều được giáo dục và nhắc đi nhắc lại điều đó nhiều lần trong mỗi buổi tập. Võ sư Hoàng Thanh Phong cũng chia sẻ, 70 tuổi tôi vẫn còn ra trận. Câu nói đó đã trở thành kỷ niệm sâu sắc trong lòng những người cầm bút như chúng tôi. 70 tuổi vẫn ra trận, ở đây không có nghĩa là một trận chiến, một trận đánh, mà đó chính là cách tự thắng chính mình, làm những việc lợi ích cho cuộc sống, cho xã hội, thì dù ở tuổi nào cũng có thể làm được. Mục đích là để rèn luyện sức khỏe, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua thực tiễn và 27 năm hoạt động cũng như là qua truyền bá tinh hoa võ thuật cổ truyền của dân tộc của cha ông để lại thì chúng tôi nhận thấy rằng về thể chất cũng như về tinh thần của các cháu được nâng lên rất rõ ràng, nhất là về ý chí, bản lĩnh vững vàng và tinh thần tự hào dân tộc. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn truyền tải đến, đặc biệt là vấn đề sức khỏe. Qua đây các anh thấy là về sức khỏe là được truyền những tinh hoa của cụ để lại. Đấy, có thể là dùng cổ đâm sắt nhọn, dùng răng kéo ô tô và có thể là làm nhiều tiết mục vậy. Đó là do luyện tập võ thuật. Đấy là về sức khỏe, về ý chí. Còn về tinh thần thì nhiều cháu là học sinh giỏi. Đến nay, Võ Đường Thanh Phong là nơi để phụ huynh học sinh và giáo viên có điều kiện trao đổi, chia sẻ các thông tin, từ đó có những định hướng tốt hơn cho các em sau này. Nhiều học sinh đã được phát hiện và bồi dưỡng tài năng võ thuật từ các hoạt động phong trào của Võ Đường Thanh Phong. Điển hình, kỷ lục gia Hoàng Gia Khoa, 10 tuổi, dùng cổ kéo ô tô nặng 2.170kg đi xa 143m tại Bách Thảo. Võ sĩ Nguyễn Viết Châu, Nguyễn Ngọc Mỹ, Trịnh Trung Hải, Nguyễn Bá Long, Chu Văn Trường, Lê Duy Hùng, với tổng số 18 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 13 huy chương đồng đều trưởng thành từ các hoạt động phong trào này. Nhiều vận động viên Pencasilat là vô địch thế giới, vô địch SEA Games đều đã từng được võ sư Hoàng Thanh Phong chỉ đạo và huấn luyện. Tính đến nay thì em đã sinh hoạt tại Võ Đường được một năm rồi. Và lý do thì là do em rất là thích và gọi là đam mê từ trước. Bây giờ có điều kiện thì em đã tham gia. Ở đây thì bọn em không chỉ có được học võ mà còn học được thầy dạy cả về cái đạo làm người nữa. Nên nó có và cả rất nhiều điều từ cuộc sống. Khi mà em đến học ấy, thì thầy dạy là bọn em học võ nhưng mà thầy cũng sẽ dạy để bọn em trưởng thành, bọn em cứng cáp hơn.
tức là từ những cái điều nhỏ nhặt nhất thôi thì thầy cũng phân tích cho bọn em như thế nào là đúng, thế nào là hợp lý. Em tham gia phần thi là về bài Độc Long Kiếm ạ. Và để luyện được bài này thì một tuần thì bọn em cũng có hai buổi tập là vào thứ năm và chủ nhật. Thì thầy huấn luyện bọn em rất chu đáo. Qua nhà em đã là có bố là học sinh của thầy Phong từ trước. Cho nên là khi mà bố em gửi gắm vào đây thì em đã được đưa đến phân đường 10-10 do thầy trưởng tràng huấn luyện Nguyễn Anh Nhật dạy. Và trong quá trình học 6 năm đấy thì tính đến năm nay thì em đã thành đạt đến những cái võ môn của võ đường Thanh Phong ạ. Thì trong cuộc sống thì thay đổi, em có những có thể dũng cảm hơn, học tập tốt hơn. Những điều mình không có thể mình dũng cảm hơn, làm được mọi điều, không còn nhát như ngày trước nữa. Thì niềm đam mê của em võ thuật là rất nhiều. Nếu mà đổ tâm vào niềm đam mê thì thực sự là bây giờ em có thể học võ cả đời cũng được. Đây là môn võ mà em rất là yêu thích trong các môn võ. Thì em nghĩ đây là chỗ võ đường mà em lựa chọn đúng nhất để em học tập ở nơi đây ạ. Với thành tích đạt được, võ đường Thanh Phong đã được Tổng cục Thể dục Thể thao, nay thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tặng bằng khen. Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác bảo tồn và phổ biến võ học phương Đông, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, thực hiện tiêu chí của Hiệp hội UNESCO Việt Nam. Võ đường đã 3 lần đoạt cúp luân lưu của Liên đoàn Võ thuật Pencastilat Hà Nội và đạt nhiều huy chương các loại. Cá nhân võ sư Hoàng Thanh Phong cũng đã đoạt giải danh hiệu trọng tài xuất sắc và nhiều danh hiệu võ sĩ xuất sắc đã được trao cho các võ sĩ của võ đường Thanh Phong. Cái nét nổi bật của võ đường Thanh Phong là quy tụ được là từ các cái cháu thiếu nhi cho đến các cụ già. Bởi vì các em thiếu niên tại sao lại đến cái võ đường Thanh Phong là vì võ đường Thanh Phong đặc biệt là chú trọng về việc dạy cái đạo đức làm người. Chính vì vậy cho nên là các phụ huynh học sinh đấy là qua rất nhiều cái trải nghiệm rồi, cho nên là hiện nay là cái võ đường Thanh Phong là quy tụ được rất nhiều cái các cháu từ lứa tuổi 4-5 tuổi. Đấy. Thứ hai nữa là các cụ già thì các câu lạc bộ tuổi thì các cụ rất là mến mộ, tức là võ sư Thanh Phong, vì võ sư Thanh Phong rất là khiêm tốn và muốn truyền đạt lại tất cả những cái bài quyền cho thể dục ngoài trời đấy, thì các cụ giờ là rất là nhiều tuổi nhưng mà rất là mến mộ võ đường Thanh Phong, bởi vì võ đường Thanh Phong rất nhiệt tình và đưa cái môn võ của mình vào cho các cụ dạy rất là rất bài bản và có đúng cái kỹ thuật của mình. Ngoài ra thì võ đường Thanh Phong là đó có một cái quy tụ thế này. Các hoạt động xã hội thì là luôn luôn là gắn bó với các hoạt động xã hội. Và tất cả những cái gì mà có cái tính chất mà toàn quốc, ví dụ như là các cái đón tiếp các đoàn quốc tế hoặc là giờ các cái nơi, ví dụ như là mới gần đây thôi thì đã có một cái biểu diễn ở cái trên các cái dân tộc ấy. Thì là cái võ đường Thanh Phong thì là từ tôi để ý từ cái ăn mặc quần áo cho đến cái nét biểu diễn thì là rất là điêu luyện. Chứng tỏ rằng là võ đường Thanh Phong thì là qua quá trình tập luyện thì là tôi thấy là luôn luôn là rèn luyện cho các em ở võ đường ấy, tức là buổi sáng nào cũng tập ở cùng với võ sư là tập ở hàng đậu, như thế là văn ôn võ luyện. Và trong quá trình rèn luyện đó thì đã tạo nên rất nhiều các cháu là nhỏ tuổi cho nên các những người mà có cái lứa tuổi mà ham thích thể thao, và chính từ đây họ mới lại tuyển chọn ra những cái năng khiếu để cho vào đội tuyển quốc gia. Và thứ đấy đây là cái nét mới của võ đường Thanh Phong. Tiếp bước truyền thống thượng võ của dân tộc, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những huấn luyện viên thuộc võ đường Thanh Phong hiện nay đã có mặt tại Học viện An ninh Nhân dân, Trường Cán bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trường Thể thao Thiếu niên mùng 10 tháng 10, Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực tế đã khẳng định những huấn luyện viên Nguyễn Anh Nhật, Nguyễn Thế Quang, Vũ Văn Tác, Nguyễn Tuyết Ly, Bùi Trung Hiếu, Phạm Văn Phước, dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt của võ sư Hoàng Thanh Phong,
đã thực sự trở thành những huấn luyện viên võ thuật có khả năng sư phạm và chuyên môn giỏi, được đánh giá cao. Họ là nòng cốt xây dựng võ đường Thanh Phong ngày một phát triển và tạo nên những câu lạc bộ võ thuật vững chắc trong các học đường, trong từng thôn xã đến quận huyện trên địa bàn thủ đô. Võ đường Thanh Phong là nơi giáo dục thể chất tốt cho học sinh, giúp các em khỏe để học tập tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội sau này.